Vườn này bao nhiêu cây con quên rồi ta? 100 cây này mà ra được 30 cây rồi chứ. À dạ. Ta nói chung là ra tới 9. Dạ. Ủa vậy tổng gì rồi? Vườn chú hết vườn này được khoảng mấy tấn chứ? 7 tấn. 7 tấn nè, đã đó ta. Cây trung bình là tạ đó. Dạ. Nhưng ra tới bó mà. Dạ. Nhưng mà cũng vừa dọn cành sang cách đây còn cả 10 ngày là tứ đồng có rồi nè. Có dạ. Con mít nè. Dạ. Tứ được một lần hả chứ? Có với con mít là nó thường ha lên rễ mẹ cái mạc này. Có con mít đó, tứ đồng có này. Dạ. Nó ha nổi rễ đi mạc nó phát triển nhanh lắm. Dạ. Là lúc mà chú vừa thu hoạch xong á là chú tỉa cành liền, tỉa cành. Rồi có bom do cái tơ này là chưa cần xịt đồng. Do cái đồ riêu này nó chưa có. Dạ, đồng riêu nó chưa có. Thì cũng không lặt đặt gì xịt đồng lắm. Còn cái mấy bữa nữa thì nếu này xịt men cua giấy cua phốt thì ngon hơn. Ừ, dạ. Trị bệnh ngon hơn. Do dạ. nó chưa có riêu, rong riêu này. Dạ. Bắt đầu thứ bả thứ tóm cây là nó mới có rong riêu. Dạ, thì mình mới xịt đồng rồi. Với đồng với vô vô đó. Dạ. Nó bung cái lớp vỏ này. Nhưng dạ. mà cái lớp vỏ này nó không có riêu này. Bây giờ xịt cho chẳng qua như bây giờ xịt men cua giấy cua phốt đấy thì chống bệnh đấy. Phòng dạ. bệnh thì đỡ hơn. Dạ, dạ. Còn không cần cầu xịt đồng á. Dạ. Rồi xong rồi mình tưới đạm cá không mít để cho nó cây nó ra rễ hả chú ha? Dạ. Đồng có con mít ra rễ nó bung bung đồ lá được đó. Dạ. Rồi khi nào mình mới xịt đạm cá chú? Khi mà nó ra cơ đọt. Không xịt lá chứ. Xịt cá bữa đó chú cộng tác bom dưới xịt lên cây luôn. À dạ. Cũng 1/4 gốc con mít. Dạ. Hay là nửa gốc con mít tùy theo cái lượng cây nè. Dạ. Này thì nửa gốc cũng được nè, nửa gốc trong mà nói chung là tốt nhất là 1/4 thôi, ấy trong một phi, dạ. nó ra bộ lá đẹp lắm, dạ, lá dạ. xanh lắm. Dạ. Rồi cũng tháng chú tưới gốc một lần, xịt lá hai lần đúng luôn. Dạ. Rồi khi nào mình tính xịt lá nữa chú, khi nó ra lá lụa hay chứ? Nói chung là bây giờ mình vẫn xịt được, cứ một tuần hay là nửa tháng thì nó ra đột non này xịt. Dạ. Mình cộng tác thêm sao rài vô. Dạ, dạ. Với công đâu mà xịt mỗi cứ mỗi loại đó mất, tốn công lắm. Nè, có cái nấm bệnh nè, ví dụ cái này là muốn bệnh nè. Cái này bữa trước nó xì, cái gọt ra, đục ra. Thì mang cô giấy cứ phốt trộn chung vô. Cứ có chút thuốc rài nữa, nhiều hồi có con mọt hay là con sao vậy này nè, nó đục nè. Không phải chưa nhiều cái lúc, không phải là con không phải là nó xì mũ, nhiều hồi con sao con mọt đó nó đục ra nó vẫn xì. Dạ. Mình cà mình cặn. Ủa sao hôm bữa chú nói có mang con zét gốc đồng á, mình đừng có nên pha chung với thuốc sâu. Cái này mình xì mình quét là được. Quét mình được. Quét có gì ít chứ nè. Dạ. Ví dụ là nhiều hồi con sao mình phàn vô con sao. Còn mà xịt tranh thì nó không có công hiệu. Dạ, được không nhưng hiểu. Nó không công hiệu. Dạ. Nhưng mình xịt mình bôi này mình trộn vô một chút được nè. Dạ. Ví dụ là bôi này nhiều hồi con sao hay là con mọt cái nè. Nãy thằng này nè nó làm xì mũ. Mình cộng tắt thêm vô. Dạ, dạ. Chứ còn xịt lên thì xịt lên thì mình đừng có nên pha thuốc rầy với lại gốc đồng hết chứ ha. Dạ. Là nó không nên. Dạ. Nó không có chất lượng. Dạ. Nói chung là không chất lượng. Cái này nó mới ra tới ta mới tới nó cái bó bằng cây đừng tọa rồi nè. Quanh gốc rồi mình cũng dọn cỏ, dọn ấy rồi hết chứ. Dạ. Sạch sẽ cho nó thoáng nó ít có bệnh. Dạ, dạ. Để nó dưa nó tù túng quá thì nó bệnh, cây nó có độ ẩm nó nhiều cho nó hơi bệnh. Dạ. Lúc này ở đây mưa nhiều không chú? Mưa suốt. Dạ. Chú có hồi đợt vừa rồi chú, trái sầu riêng nó hay bị nắm trái quá chú. Làm sao vậy chú, do trời mưa do hay chú? Thời tiết năm nay nó, nói chung là thời tiết năm nay nó mưa nhiều quá. Mưa nhiều thì chất đọng nó nhiều. Dạ. Mưa nhiều là nó chất đọng ở đây nó nhiều là nó thường ha. Mưa cái độ nó không có rố được trong gốc nữa. Còn đến mùa đó mà mình làm cần sạch nó rố trong gốc thì nó đỡ nắm. Dạ. Nó còn ví dụ ái nhiều trong gốc nó không sạch sẽ thì sinh ra nấm lắm. Dạ. Thì mới tỉa cành là lúc nào nó ra ít bữa mình rứt bớt cái này nè. Mấy cái này là mình tỉa hết rồi. Nếu mình không rứt thì nó nuôi nó ít có ra đột lắm. Nó nuôi dạ. cái này ít, nuôi cái này mạnh lắm. Nuôi cái chồi này mạnh lắm. Vậy là mấy cái này là mình phải hết hả? Mấy cái chồi này. Dạ. Là hết nè. Để cho nó ra cái cơ đọt ngoài đây thôi hả chú ha? Là nếu mà nó ra đằng ngày nhiều quá thì ngoài đó nó đâu có đủ sức để dạ, nuôi. Dạ. Ủa, nó tùy theo mỗi cách lồn của mỗi người, nó đa dạng lắm. Nhưng cái này nó đa dạng lắm. Chú là chú sẽ lệ hết mấy cái này ha? Tùy theo mỗi, dạ. mỗi người lồn, ví dụ nhiều người họ sai họ yếu quá thì bỏ phân trước, đã lồm cành, lồm xịt. Còn có cây nào vừa tầm lồm trước rồi bỏ phân sau. Dạ. Nhà chú là chú ái là
chú rớ đồng có của mít nè. Dạ. Cái đây cũng 10 ngà đó. Dạ. Cũng tùy heo chú ha, nếu mà vườn mình là, dạ, vườn mình tơ mà, không có rong rêu nhiều thì mình khỏi thì mình khỏi khỏi đồng khỏi đồng khỏi đồng luôn. Dạ dạ. Còn như cái này là cỏ này bây giờ mang của giấy của phốt. Trộn chung vô mình xịt là đỡ chống phàn nấm. Dạ. Do trăng trăng này nó tơ quá nó chưa có rong rêu gì hết. Ừ, đúng rồi, cây sạch trơn. À, sạch trơn á, dạ, không cần khỏi cần làm gì. Khỏi cần xịt cái đồng. Dạ. Ví dụ sau này mà cái rong rêu mà nó như ơi như mấy kia này, như tha thiết như đây này, mình nên mình vào mình ái mình xịt đồng này. Như, mình ví dụ như mấy cái cây này luôn nè. Cái này là mình nên xịt đồng. Dạ. À, đồng với dâu mình trộn vô. À, là nó sẽ là có cái xịt, lớp vỏ xịt ra là nó bong lớp vỏ ra này, dạ, là có độ nó bong xong rồi ấy, là nó rố. Dạ. Nó không có chứa nước này nữa, ít bệnh. Nè, đây nè, đúng rồi, nó ẩm. Nó ẩm lắm. Dạ. Ví dụ xịt đồng vô là nó bung nè. Dạ. Xịt đồng khoảng cả nửa tháng sau là nó bung, nó rớt hết luôn. Nó rớt hết cái này ra là tự nhiên cái này nó thoáng, nó ít cái bệnh lắm. Dạ, dạ. Thường thường chắc cây 7-8 năm là nó bắt. Cũng như cây này sang năm, khoảng mấy năm nữa cả. Dạ. Lượng cây này nó chưa rong rêu. Dạ. Cũng tùy theo mỗi cách làm thì nếu mình xịt cũng được, nhưng mà cũng không cần lắm. Dạ. Tùy vườn ha, mình phải quan sát cái vườn của mình đó. Cách dạ làm tùy theo mà mỗi dạ, tùy theo mà có lúc mình áp dụng tùy theo nữa. Như cái này đâu có rong rêu đâu, mình đâu có cần xịt đồng, nhưng mình phải trộn mang cô giấy của phốt. Mình xịt cả thân gái luôn, mình phàn nấm vậy thôi. Dạ. Chứ cái này rong rêu chưa có này. Dạ, dạ. Thân nam là đây nè, bây giờ sang nam là xịt được này. Thì sang nam nó nuôi trớ nữa là bắt đầu cái lớp này là bắt đầu nó ra một lớp doa, nở ra lớp doa là sau này nó đen lớp doa này mình xịt đồng vô. Còn dạ, còn bây giờ thì nó dạ, nó còn ái quá, không xịt cũng được, nhưng mà có đây tốt nhất là mang cô giấy cứ phốt. Dạ. Là được hơn. Chú, cây mà mình sao thu hoạch đó chú, nó có thường bị bệnh gì không chú? Chứ để nó, chứ nó yếu, nó thường ha xì nấm lắm. Xì nấm hả chú? Xì dạ, mũ á. Dạ. Nó thường là xì lắm á, do nó yếu sức. Dạ. Nên tùy theo mỗi người mà nó người ta xịt trước xịt sau đó. Dạ. Ví dụ dưới rễ nó dễ bị bệnh. Yếu quá là mình phải cho dinh dưỡng trước. Như xịt cho bỏ phân gì trước. Dạ. Tùy theo mỗi người à. Dạ. Còn nhiều người cây mà được rồi, như cái này này ví dụ nó ấy là nó hồi kia là có vết thương này, có vết xì mũ này, chú bàm ra chú chẹt đó, chẹt ra tới cái lớp vỏ tràng là mình sức như sức rã là nó bớt. Dạ. Còn mấy nhiều người họ chú ấy được trăng đó có chút nó cọ ra này thì nó cũng bớt, nhưng mà trăng này có đặng nước ở trong nó còn ấy. Dạ, xịt cũng một rễ mà nó đỏ hòn vậy. Dạ, dạ, dạ thôi, nếu mình phải đẻo luôn này. Dạ, đẻo luôn á, sâu vô trong luôn nha. Lớp dạ, vỏ này ra luôn nè. Dạ. Là mình bao mình xúc là nó sau nó liền nè, bắt dạ, đầu nó nở ra sau khoảng sang nam nó liền hết lại. Liền có vết thương nó liền hết lại. Là mình quét thuốc là quét một lần hả chú dạ, hay là tùy theo ví dụ có vết thương nó nặng quá thì mình xét một hai ba lần cũng, dạ, cũng tùy theo cái vết thương à. Dạ, dạ. À, còn dưới gốc rễ thì nó có bị gì không chú? Rễ thì khỏi cần mà hả? Mình làm mà nếu mà có công này nọ thì cứ mỗi ái là mình lên mưa này nó đỡ bệnh lắm này. Dạ. Hồi kia là chú tiêu, cứ mỗi hần tiêu là một cái mương. Cái đây chú trang đang tiêu nè, hằng ngon trụ tiêu nè. Dạ, dạ chú đốn tiêu hết rồi. Tiêu nó không ra gì, cái dạ, trang cái này vô. Dạ. Thì bây giờ nó thành được một cái đốm lận. Nó trồng trang trẻ nhưng mà nhà bên nay là đẹp. Dạ. Vừa rồi tới chiến mà được bả tấn nè, bả chục cây, bả tấn 100 cây nhưng mà nó ra cả 70 cây à, dạ, cây đừng tạ. Mấy cây kia sao nó chưa ra chứ, nó không đủ sức sao? Nó sức nó cũng tăng một đốm cho đâu vậy nó hết luôn một như bọn ta mình nếu có cơ kia có nợ chứ là xong mà điều hết được. Dạ. Cái đó là tương đấu 70 cây là quá tương đấu rồi. Dạ dạ. Chứ người ta chưa dám để nhưng mà chú có dạ, ăn lọt kêu vẫn để chứ. Nãy con đi nên mấy anh vẫn kia ảnh 4 năm ảnh còn cưng ảnh chưa có để. À, nó nhiều anh năm thứ năm rồi. Nhưng mà mình nó ra thì mình bỏ phân nhiều vậy thôi. Dạ. Chứ còn nó ra mà mình ăn hết thì mình không bỏ phân ấy thì dạ, nó cái tơ là nó thường hay ra lắm, như cái này nó ra một lứa đột này. Dạ. Ăn rồi cách đây hơn tháng bây giờ ra lứa đột này. Lứa dạ, đột này là giờ nó lại rồi này. Nè, ra lứa đột này. Dạ. Nè, ra lứa đột rồi này. Là cây tơ một lứa này. Dạ. Đầu tiên á à, là mình sẽ tưới đạm cá với lại nếu mà ăn xong ấy thì dạ, theo người họ lồng cành rồi họ xì họ dọn vườn họ xịt đồng. Dạ. Nhưng mà cái đống tơ này chú chưa có gì gọi là xịt đồng hết, trăng đó nó không có răng tiêu hết. Yeah. Tứ của mấy sao nó ra lứa đọt này là xịt thuốc là được một lứa này. Yeah. Cây ta là được lứa này. Rồi nè, bây giờ là chú xịt đạm cá với lại hun ít cho hôm cây nó ra đọt có đúng không chú? Dạ dạ. Đây nè, cái này được một lứa đọt này. Yeah.
nó là cây ta là được lứa này. Dạ, cái này ra à, ha. À, nó ra một lứa này. Dạ, lá lộ rồi ha. À, đó này lộ, dạ. Nó ra một lứa này. Đó, nhìn nhìn đó. Mà ra được lứa này. Giáo phải không chú? À, nó dạ. Ra được lứa. Nói chung là cây ta này, dạ. Chung là ra được rồi lứa. Sau đó là mình sẽ xịt thuốc rầy phải không chú? Cứ mùa 10 ngày. 10 ngày. Một tuần nó xịt. Dạ. Mình xịt phàng phàng của nó chứ. Dạ. Ví dụ trong một đốm 100 cây chỉ có 60-70 cây nó ra đọt, còn 40 cây kia nó chưa ra, nhưng mình vẫn xịt chu kỳ nó luôn. Dạ, vẫn xịt chu. Như cây này nó già trước nè. Nè, cây này nó ra sau. Dạ. Thì mình xịt cứ 1 tuần là xịt hơn 10 ngày mình xịt chứ để chứ đâu nó đều hết rồi mà dạ. Mình chờ nó chờ. Tuy là nó trước sau nhưng mà mình vẫn nên xịt phòng chung hết rồi tới lượt thì mình xịt thôi. Dạ. Trộn sao rài với thuốc dưỡng nó trộn một chút của 1/4 thuốc của mít rồi đó. Dạ. Một phi. Đó. Thường thường chú xịt đạm cá, hung ít rồi xịt chung với sâu rầy luôn ha. À, chung dạ. Này, cái này nó ra trước, nó dò trước, như cái này nó ra sau nè, dạ. Lụa sau. Nhưng mà đến 1 tuần, 10 ngày là mình cứ chu kỳ là mình xịt luôn thôi. Dạ. Nhưng mà đâu cũng... rồi, nó không có ra đồng loạt dạ. Rồi, rồi thuốc rầy đó thường thường là, có thấy là thuốc rầy là khoảng 5-7 bữa là mình xịt lần, phải không chứ? Cả 1 tuần ra lấy, chứ 5-7 bữa này nó dạ. Không có thời gian mà để xịt đâu. Xịt tới khi lá lụa, xịt tới khi lá già đó phải không chứ? Cứ chu kỳ xịt thôi, nó già, ví dụ cái cây này bây giờ ra độc non này, cái đoạn này có độc non, mà cái cây kia, nhiều cái cây kia nó già rồi. Thì mình vẫn xịt chu kỳ, mình lướt qua, ví dụ cái độc non thì mình xịt cho kỹ, còn không có độc già thì mình xịt lướt qua thôi. Dạ. Chú, đó, ngoài con rầy thì còn con gì nó dễ cắn đọt mình không chứ? Bò cánh cứng không? Bò cánh cứng thì bây giờ, cái bò cánh cứng ấy là xịt. Đây, bò cánh cứng chú xịt thuốc gì vậy? Tóc này. Nào cho con coi. Lên tóc này, nè. Cái mân má cho nó. Nè. Bò cánh cứng này. Dưa thuốc. Đó, nó bò cánh cứng này. Là thuốc này trị lên tóc này. Dạ. Chuyên bò cánh cứng. Không có thuốc nào mà con gọn cánh cứng nó cháy. Bò cánh cứng đây chú chỉ cho con bò cánh cứng nó ăn nè. Bò cánh cứng nó hay cắn lá già đó phải không chứ? Cắn lá già, lá nò, cắn này, nó cắn già này. À, hình răng cưa, răng cưa nè. Nó cắn nè. Nó cắn là bắt đầu rụng cần hết. Bò cánh cứng này mình xịt buổi nào chút sáng hay là chiều? Cái nồi xịt nó bệnh cứng nó có ép nằm tóc kia là nó vô là nó dễ cháy cơ. Dạ. Quét đào là như cái này này là nấm hồng này. Ừ. Ít bữa này chú xịt này, cái này nấm hồng này. Nấm hồng này chú xịt mang con xét da report hay sao? Report là bớt liền đó. Dạ. Nó bớt xong là đây những cái lá bớt là già này. Những cái lá bớt là nó đây. Những cái lá đây đợt trước mà xịt mà những lá bớt này nè, nó bớt là nó rớt cái chuỗi chấm đó. Nè, tới cái chỗ chấm này nó ra cái lỗ lỗ vậy là mấy lò lá nó bớt nè. Ủa là cái chỗ chấm này nó sẽ đấy à, nó sẽ ra cái lỗ như vậy à, nó bớt cái dạ. Là y xịt cái mục rễ này nó bớt rồi bắt đầu nó trống cái này nè. Dạ à, nó trống nè. Dạ là chú xịt cái này cả mấy bữa nó xịt cái đốm này chị mang cô giấy của phốt thôi. Dạ. Nó từng 2 nấm hồng nè. Nấm hồng đốm rong gì nó đơn giản cái đó chú ha. À, cái này nó dễ lắm. Dạ. Nhưng mà chu kỳ cái mình thấy là mình phải xịt thôi. Nhưng dạ. Mà cái này thì nhiều cái lúc mà nó ra cây đợt non ấy thì mấy lá giò này nó cũng rụng luôn. À, nhiều đúng lúc rồi. Cũng nó là rụng luôn. Thì không đạt vấn đề, nhưng mà mình thấy khó coi là mình phải xịt. Cũng như nó vẫn cái này cũng chứ mình để cho nó lây quá nhiều lá luôn không chứ. Có cây. Dạ, ảnh hưởng cả cây luôn mà. Đó, những cái lá này nè, mình xịt là nó bớt. Thì bớt cái này, nó bớt đó. Dạ. Nó xịt vô là nó bớt này. Nó à, mấy cái lá này cũng lỗ này. Xịt vô là bớt. Dạ. Ít bữa nữa làm xịt là lớp chỗ này nó thế này, mất dạ. nó có lủng lủng vậy đó. Cái đó khô cái đó là thành cái lủng một thành cái một rễ lủng. Dạ. Nấm hồng đốm rong, tháng thư có không chứ? Cái này, cái chỉ có này trị đó nè. Trị ít trong tóc là con bộ cánh cứng đó. Một chai này chú pha bao nhiêu nước? Một phi á. Một phi thấy chưa? Dạ. Đây là vừa rồi xịt á nè, vậy là mình cũng ở đây á nè. Dạ. Có đó. Dạ. Có cứ còn này thuốc rầy phải không chú? Thuốc rầy đó, dạ. Rầy xanh. Xét hủ sâu rầy. Dạ. Nó đủ loại chứ thôi. Đây nè. Thuốc rầy nó đủ loại chứ. Thuốc rầy này chú có đổi thuốc không? Sợ nó kháng thuốc không? Lâu lâu cũng đổi chứ. Lâu lâu cũng đổi không? Đổi. Dạ. Tùy chu kỳ, lâu lâu thôi đổi. Nó đủ loại đó nha. Tùy theo mỗi người, ví dụ dạ. Mình chiên đổi qua đổi lại thì nó càng tốt hơn.